Ôi Phượng ơi, thế chị bảo này, thế bên em có văn phòng ngoài Hà Nội không? Để chị ghé tư vấn trực tiếp luôn cho nó tiện nhé. Ôi, thế không có văn phòng ngoài Hà Nội thì hồ sơ giấy tờ mình xử lý như thế nào em? Thế chị có phải bay vào Sài Gòn không? Chứ sao bên em không có văn phòng ngoài Hà Nội nhỉ? Bất tiện thế. Thế bên em không có ai ngoài Hà Nội nè. Thế bây giờ ký hợp đồng thì ký làm sao? Ký hợp đồng online à? Thôi, chị không thích như thế, chị muốn gặp gỡ trực tiếp thôi. Tất cả những cái điều bất tiện ở trên sẽ không còn xảy ra trong tương lai nữa anh chị ơi. Bởi vì là kể từ tháng 10 năm 2024 thì công ty Portico & Rich đã chính thức khai trương văn phòng mới tại Hà Nội. Và chi nhánh mới của Portico & Rich thì tọa lạc ngay tại tòa nhà Bright Center số 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và với chi nhánh mới này thì Portico & Rich rất là hy vọng được gặp gỡ tiếp đón tất cả những cái anh chị khách hàng ở ngoài Hà Nội mà đang quan tâm mong muốn tìm hiểu về những cái chương trình đi định cư nước ngoài cho cả gia đình. Phượng hẹn gặp tất cả những cái anh chị khách hàng quan tâm về định cư ở ngoài Hà Nội ạ.